Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện thứ 5 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của Nguyệt Nga và Kim Hà. Chương 4: Quyết làm thánh, phần 2. Đức Chúa Giêsu đã tỏ cho con biết sự vinh hiển nhất và chân thật phải là sự vinh hiển vĩnh viễn. Muốn đạt tới vinh hiển ấy, chẳng cần phải có sự nghiệp to tát lừng lẫy, chỉ cần phải ăn ở nhiệm nhặt, làm việc đừng thích phô trương. Cũng đừng cho ai biết việc mình làm, như lời phúc âm dạy rằng tay trái chẳng biết việc tay phải làm. Lúc ấy con thầm nghĩ rằng đã mang danh làm người đứng giữa càn khôn, tất phải có công danh, mình phải lo phương liệu thế cho tới bước công thành danh toại. Con đang trầm ngâm tư tưởng ấy, thì Chúa soi cho hay rằng công danh của con là làm thánh. Công danh ấy tuy không rực rỡ trước mắt thế gian, nhưng là vinh hiển thật. Chút cao vọng làm thánh này có thể coi là càn rỡ, nếu ai đã biết con hồi ấy thế nào rồi. Và ngày nay, tuy đã vào tu tác bấy nhiêu năm trời, mà vẫn còn khô khan lạnh lẽo. Nhưng ai nghĩ sao thì nghĩ. Phần con vẫn một lòng quả cảm muốn làm đại thánh. Con không cậy công con, có đâu mà cậy. Con hoàn toàn cậy trông ở Chúa là sức mạnh, là chính sự thánh. Những cố gắng nhỏ nhặt của con cũng làm Chúa vui lòng. Người sẽ nâng đỡ con lên tới người. Người sẽ lấy công nghiệp cực trọng người mà bù đắp cho con. Người sẽ làm con nên thánh. Khi ấy con chưa nghĩ rằng làm thánh thì phải đau khổ nhiều. Song chẳng mấy chốc Chúa đã soi cho biết. Chính vì ham muốn công danh làm thánh mà con đã phải bao phen ngậm đắng nuốt cay như đã kể trên. Con trở lại câu chuyện khỏi bệnh. Khỏi bệnh vừa được 3 tháng, con được theo cha trong một cuộc viễn du vui lắm. Cuộc viễn du này làm con am hiểu cuộc thế. Mọi cái, mọi vui, hạnh phúc như vây phủ con, khắp đó đây đều cho lời khen ngợi, mừng chúc và rất chiều đãi. Tắt rằng trong 15 ngày, con sống như nằm giữa muôn hoa thơm tươi rực rỡ. Lời sách khôn ngoan đã nói rất phải. Tâm hồn dù trung chính cũng sẽ siêu vì sự vui thế gian làm mê mẩn. Lòng trẻ 10 tuổi lẽ nào khỏi háo hức, con thấy cảnh đời vui chơi sung sướng ấy cũng bén lòng mừng thích. Ra như người ta lại muốn trà trộn sự phù vân giả trá vào việc làm tôi kính mến Chúa, người ta quên bẵng giờ lâm tử. Tuy nhiên, thần chết vẫn đến cướp biết bao người thân kẻ thích, nào già, nào trẻ, nào phú hộ vinh sang. Con thích hồi tưởng những lâu đài gác tía mà xưa kia, người thác đi đã sống phong lưu, sung sướng, để hỏi mình họ đi đâu mất rồi. Lâu đài ấy, dinh thự ấy xưa đã làm êm ái, thú sướng biết bao cuộc đời họ, nay há chẳng giúp họ đôi chút sao? Hay chẳng qua chỉ là xương xa ngọn cỏ? Ôi, thế mới hay mọi sự đều huyễn hoặc hư vô, chỉ một sự làm tôi kính mến Đức Chúa Trời mới là phúc thật mà chớ. Chương 4: Chịu lễ lần đầu. Ngày con chịu lễ lần đầu chính là một kỷ niệm muôn phần đẹp đẽ của đời con. Hễ nhớ là vui, con đã dọn mình kỹ càng hết sức. Thưa mẹ, chắc mẹ còn nhớ cái quyển sách nho nhỏ xinh xinh mà mẹ đã cho con 3 tháng trước ngày hạnh phúc. Quyển sách quý hóa thay đã giúp con dọn mình chu đáo và rất mau chóng. Nếu từ lâu trước con đã nghĩ đến sự chịu lễ lần đầu, thì những ngày ấy lẽ nào chẳng nghĩ đến hơn và sinh lòng sốt sắng mới, chớm nở nhiều hoa việc lành như sách dạy vẽ. Ngày nào con cũng tích cóp lấy nhiều hy sinh, nhiều việc mến Chúa như muôn hoa nở trong linh hồn, hầu làm ngai thơm đẹp đẽ chướng ngự trong ngày đại phúc. Khi chị Pauline vào dòng, chị Marie thế chân chị dạy bảo con, chiều nào con cũng được ở bên chị lâu giờ. Con thích nghe chị dạy vẽ lắm.
chị đã nói đến biết bao sự đẹp đẽ khéo léo. Hình như cái tâm hồn cao cả đảm đương và độ lượng của chị đã chuyển cả sang người con. Như xưa, các nhà thiện chiến tập cho con em việc binh đao thế nào, chị cũng tập cho con cách đánh giặc thiêng liêng thế ấy. Chị lại khuyến khích lòng hăng hái và tưởng lệ rất khéo về sự chiến thắng và khải hoàn vinh hiển. Chị còn bảo hàng ngày có biết bao dịp làm giàu thiêng liêng, chỉ cúi xuống là thu nhập được vô số của vô giá, mà tiếc thay nhiều khi lại đang chân giày xéo lên như bộ không thiết. Thật, chị lợi khẩu quá, ước chi nhiều người được đến nghe lời chị như con. Khi ấy, con thật lòng nghĩ rằng những người tội lỗi lâu năm giả như được nghe chị khuyên bảo, có lẽ cũng động lòng ăn năn trở lại, sẽ khinh chê sự giàu có sang trọng thế gian và chỉ lo tìm của thật trên trời. Giai đoạn này, con đã biết lấy sự suy ngẫm làm êm dịu ngọt ngào lắm. Nhưng chị Marie cho là con đạo đức đủ rồi, chỉ cho phép con đọc kinh thôi. Một lần kia ở trường học, có bà giáo hỏi con, những ngày nghỉ học về trại Busone, con chăm làm những việc gì? Con nhút nhát thưa rằng, con thường lẻn vào góc phòng bên trong màn che giường con, và ở đấy con suy nghĩ. Bà giáo cười hỏi tiếp. Con suy nghĩ gì thế? Con suy nghĩ Đức Chúa Trời, con suy nghĩ cuộc đời mau chóng, con suy nghĩ sự đời hằng có mãi mãi, tắt rằng con suy nghĩ. Bà giáo nhớ mãi câu chuyện này, sau thỉnh thoảng lại hỏi con xem có còn suy nghĩ nữa không? Nay con hiểu rằng, những giờ phút suy nghĩ ấy là những giờ phút suy ngẫm thật, và Chúa đã dạy dỗ linh hồn con cách dịu dàng thấm thiết lắm. 3 tháng dọn mình trước lễ lần đầu đã qua mau chóng, con đã được vào phòng và trong tuần phòng. Con lưu lại trường cả tuần. Ôi, hồng phúc thay tuần phòng! Con không tin ngoài các tu viện, người ta còn thể nếm sự vui mừng ấy ở nơi nào khác. Số trẻ cấm phòng ít, nên sự giúp đỡ bảo ban riêng từng trẻ được dễ dàng lắm. Thật, con viết mấy lời này mà lòng chan chứ biết ơn các bà như tình con thảo. Các bà chăm chút chúng con như mẹ nuôi con thơ. Con không hiểu tại duyên cớ gì khi ấy các bà lại săn sóc con hơn các trẻ khác. Tối nào, bà giáo nhất cũng cầm đèn đến giường con, khẽ mở màn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán con một cái hôn yêu lắm. Con thấy bà thương con thể ấy, cảm tấm lòng tốt của bà. Nên một tối, con đã trình bà rằng, thưa bà, con mến bà lắm, con muốn tỏ cùng bà một điều kín. Nói xong, con rút ở dưới gối một quyển sách nói về dòng kín đưa cho bà xem. Bà nhẹ nhàng cầm lấy, mở xem vài tờ rồi bảo con rằng có phúc lắm đấy. Trong tuần phòng, nhiều lần con nhận thấy những trẻ phải số phận mồ côi mẹ như con. Rất ít trẻ được yêu quý như con trong lúc còn đầu xanh thơ dại. Cách giờ cha Domen dạy giáo lý, con rất chăm chỉ để nghe. Con thường biên được đại ý để nhớ. Còn những điều con suy nghĩ ra, con không biên vì biết mình có thể nhớ được. Nay con vẫn còn nhớ. Rót tuần phòng, con được hân hạnh thông công cùng các bà hết các giờ thiêng liêng. Chị Leonie cho con một tượng chuộc tội lớn, để có vẻ khác chị em. Con đã đeo tượng ấy vào dây lưng làm như kiểu các cha truyền giáo. Người ta ngờ con muốn bắt chước chị đang ở dòng kín. Cũng có phần đúng, vì lòng chí con vẫn luôn luôn nhớ đến chị. Chị lại cũng đang cấm phòng, không phải cấm phòng để rước lễ, mà cấm phòng để kết nghĩa trao duyên cùng Chúa. Ngày hợp hoan ấy lại nhằm chính ngày con chịu lễ lần đầu. Rõ không hẹn mà hò, tuần phòng đã thành quý hóa gấp bội. Sau hết, ngày muôn sinh ngàn đẹp, muôn mong ngàn đợi đã đến. Biết bao kỷ niệm vui mừng từng phút của ngày hỷ hoan không lời tả hết ấy còn rực rỡ trong lòng con. Vầng đông tươi sáng, chị em mừng rỡ, các bà dòng yêu, phòng đóng bộ đầy những áo trắng xinh xắn. Em nào cũng được ăn vận rất đẹp. Nhất là những trái tim non ấy rạo rực lúc bước chân vào nhà nguyện, tai địch nghe đang hát vãn du dương. A, a trên cung thánh, muôn thiên thần rung cánh đứng chung quanh. Ôi, thưa mẹ, con chẳng muốn, và muốn cũng chẳng thể nói hết lòng mừng. Có lắm cái mất thơm khi phải đưa ra gió. Có lắm tư tưởng thâm thiết mất nghĩa cao thượng siêu vượt khi phải đụng chạm tới lưỡi phàm trần.
Ôi, tâm hồn con, khi được kết hợp với Chúa, được Chúa ẵm hôn lần thứ nhất, hạnh phúc dường nào! Thật là cái hôn tình, hôn nghĩa, cái hôn làm con cảm thấy mình được yêu và yêu lắm. Trong phút tình yêu ngây ngất ấy, con đã thân thưa Chúa Giêsu rằng, con yêu Chúa, yêu lắm, con phó chót mình con cho Chúa đến trọn đời. Khi ấy, Chúa không đòi con gì khác, cũng không buộc con phải hy sinh gì. Từ đã lâu, Giêsu và Teresa đã thân nhau lắm, đã hiểu nhau lắm, nên lần gặp nhau đây, chẳng còn nhìn nhau suông, một là thấu nhập vào nhau như keo sơn gắn bó, không còn phải là hai. Teresa đã trở nên hạt nước rơi tan trong biển cả. Đã mất Teresa, chỉ còn Giêsu là Chúa cả, là vua cầm quyền thống trị. Teresa đã van xin Chúa cất sự thong dong của mình đi, chẳng để làm chi nữa, còn thong dong chỉ thêm bận lòng lo sợ. Teresa biết thân phận mình mỏng manh hèn yếu, nên hàng giây hàng phút, hằng muốn kết hiệp cùng đấng mạnh mẽ vô cùng. Nhưng sự vui sướng rào rạt ấy, lòng mọn Teresa chứa không hết. Những hạt lệ mừng đã cuồn cuộn tràn ra. Chị em chúng bạn phải ngẩn lạ, đến sau đã thì thầm cùng nhau rằng, sao hôm ấy Teresa lại khóc? Lương tâm chị có điều áy náy chăng? Chị khác cãi không phải. Hôm ấy con tủi vì không có mẹ hay chị yêu dấu đang ở dòng kín đến dự lễ. Tuyệt nhiên, chẳng ai hiểu cho rằng bởi sự vui thiên đàng tràn ngập lòng nhỏ hẹp, siêu bạc, đọa đầy và mỏng manh này, nên sướng quá thì rơi lệ mừng đó thôi. Con buồn vì nỗi vắng lời khuất mặt mẹ trong ngày diễm phúc ấy. Nào cả thiên đàng đã chẳng rời đến đóng đô trong linh hồn con sao? Chịu lấy Chúa Giêsu vào lòng, con được thừa tiếp cả mẹ nữa. Con khóc vì nỗi chị Pauline không đến dự lễ. Còn giờ phút nào chị em được hợp vui bằng giờ phút ấy? Một lần nữa, con nhắc lại, con khóc chỉ vì lẽ vui mừng quá. Sự vui không lời diễn tả hết, sự mừng không lẽ nói cùng. Chiều hôm ấy con được thay các chị em đọc kinh dâng mình cho Đức Mẹ. Các bà giáo cắt con đọc, chắc là vì lẽ thấy con phải mồ côi mẹ sớm nhất. Con đã cầm trí hết sức đọc kinh ấy. Con thiết tha nài xin Đức Mẹ giữ gìn con, xem như Đức Mẹ đã nhìn hoa mọn người cách yêu dấu và mỉm cười nữa. Khi ấy con lại nhớ đến lần Đức Mẹ mỉm cười chữa con khỏi bệnh, mà lòng chan chứa biết ơn mẹ nhân lành. Chính Đức Mẹ, sáng ngày mùng 8 tháng 5 năm ấy, đã chẳng hiện đến trao Chúa Giêsu con mẹ là hoa nở ngoài đồng và huệ mọc nơi thung lũng cho linh hồn con ấm bế là gì. Dâng mình cho Đức Mẹ xong, cha dẫn con lại dòng kín thăm chị Pauline. Chị đã trở nên bạn trăm năm Chúa rồi, lễ cưới đã cử hành cũng sáng ngày ấy. Con thấy chị trùm lúc trắng như con, đầu đội mũ hoa mân côi đẹp đẽ. Con vui sướng, con ước ao mau mau được vào ở cùng chị, và cùng chị mong chờ ngày về quê thiên đàng. Tối về trại Busone, cha đã cho bài tiệc mừng, con cảm động quá, người lại thưởng con một đồng hồ quý rất xinh. Ngày hạnh phúc thật đã hoàn toàn hoan hỷ cho cả hồn lẫn xác, trọn vẹn yên hàn vui vẻ. Và đêm tối đã đến. Ngày vui thế mà cũng có đêm. Chán cõi trần ai. Ngày càng sáng, đêm lại càng tối. Con chạnh lòng mong mỏi cái ngày hồng phúc kia, ngày mà được hiệp nghĩa cùng Chúa đời đời trên cõi trường sinh. Ngày ấy mới cả sáng thật, không có đêm u ám chen lấn. Không lâu la gì, ngay hôm sau màn buồn đã thấy buông. Những khăn áo đẹp, những quà mừng rỡ được bữa qua đã thấy nguôi lòng thích. Lòng chỉ còn biết vui, biết thích một mình Chúa. Ước ao mong mỏi rước Chúa lần thứ hai. Thật mong đêm mong ngày, và đến lễ Chúa lên trời, con đã được sự mong mỏi rước Chúa. Lần ấy lên chịu lễ, con được hân hạnh quỳ giữa cha cùng chị Marie. Lòng đầy vui mừng ngọt ngào, nước mắt chảy ra. Giây phút ấy,
con luôn luôn than thở cùng Chúa lời Thánh Phaolô. Không phải tôi sống, một là Chúa sống trong tôi. Từ khi rước Chúa lần thứ hai, lòng con lại càng khao khát chịu lễ hơn nữa. Con đã được phép chịu lễ các ngày lễ trọng, nhưng các lễ trọng lại lư thưa quá. Các chiều áp lễ trọng, chị Marie vẫn giúp con dọn mình như khi chịu lễ lần đầu. Con nhớ một lần chị cắt nghĩa về sự đau khổ. Chị nói có lẽ chú không để con phải đi đường đau khổ. Người sẽ bồng bế con như trẻ thơ. Sáng hôm sau, khi chịu lễ đoạn, con liền nhớ đến những lời chị đã nói tối hôm trước. Con thấy lòng nóng nảy ước ao được chịu đau khổ lắm, và tin tưởng thánh giá chờ con vác rất nhiều. Bấy giờ trong linh hồn, trào lên những an ủi ngọt ngào chưa từng cảm thấy bao giờ. Trở đi từ đó, sự đau khổ thành sở thích của con. Con nhận thấy nhiều lý thú trong lẽ đau khổ. Những cái vui lý thú trong đau khổ đã làm tươi tỉnh đời con, làm vui say tâm hồn mà trí khôn vẫn chưa hiểu tại sao. Khi ấy, con lại ước ao một điều cả thể khác, là ước ao chỉ kính mến Đức Chúa Trời và chỉ tìm vui nơi Chúa mà thôi. Trong những phút cảm ơn chịu lễ, con hay thầm thỉ lời sách cương phúc rằng, lạy Chúa Giêsu là của ăn ngon ngọt vô cùng, xin Chúa đổi những sự an ủi đời này nên sự cay đắng cho lòng con chịu. Những lời cầu xin thiết tha ấy, miệng lưỡi con đọc lên rất dễ dàng, con đọc mà lòng chẳng hiểu, tựa hồ đứa trẻ ai nhắc làm sao đọc làm vậy. Thưa mẹ, sau đây mẹ sẽ thấy Chúa thực hiện lòng khát vọng của con thế nào, người đã trở nên sự êm dịu ngọt ngào cho linh hồn con làm sao. Nếu con nói ngay ra đây, có lẽ câu chuyện sẽ mất thứ tự, vì trong giai đoạn thứ hai này, còn nhiều điều mà con vẫn chưa thưa với mẹ hết. Chương 4. Chịu phép thêm sức. Sau chịu lễ lần đầu ít lâu, con lại cấm phòng dọn mình chịu phép thêm sức. Con đã sửa soạn rất chu đáo để tiếp rước Chúa Thánh Thần ngự vào linh hồn con. Con không hiểu lý do người ta không lấy làm quan trọng việc dọn mình chịu phép bí tích dấu yêu này. Chính ngày định chịu phép thêm sức đã ngăn trở, tuần phòng được kéo dài thêm. Con lấy đó làm lẽ an ủi. Ôi, khi ấy linh hồn con vui mừng lắm. Như các thánh tông đồ, con vui sướng đợi đấng an ủi đến. Con mừng rỡ vì sắp được trở nên người giáo hữu hoàn toàn, được mang đời đời trên trán dấu thánh giá mầu nhiệm của phép bí tích rất trọng. Ngày chịu phép thêm sức, con không nghe thấy tiếng gió ào ào thổi như ngày lễ hiện xuống thủa xưa, nhưng con đã thấy một thứ gió nhẹ nhẹ phe phẩy mà tiên tri Elia đã nghe rì rào trên núi Horeb. Ngày ấy Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho con sức mạnh để chịu đau khổ. Đó là ơn cần thiết cho đời con lắm. Vì ít lâu sau, linh hồn con đã phải chìm nổi khốn khổ trong bao nỗi gian truân cơ cực. Sau những cuộc lễ vui mừng và không thể quên này, con lại phải theo đuổi việc học. Trong việc học vấn, con cũng có phần tấn tới lắm và dễ nhớ những điều đã lĩnh hội được. Con chỉ vất vả khổ sở khi phải học thuộc lòng từng chữ. Nhưng khi học sách bổn, sự cố gắng của con vẫn kết quả đẹp. Cha coi trường đã tặng con cái danh hiệu tiến sĩ nhỏ của ngài. Ngài tặng cho thế chắc chỉ vì cái tên Teresa của con thôi. Giờ giải trí, con thích đứng xa xa xem chị em nô đùa vui vẻ và ngẫm nghĩ sự xa xôi. Đó là cách giải trí hợp với tính tình con nhất. Con cũng đã bày ra một cách chơi mà lấy làm thú, là đi tìm chim non bị rơi tổ nằm chết ở các gốc cây to, rồi chọn một đám cỏ xanh làm nghĩa địa và mai táng một cách kính cẩn tất cả những chim thiệt phận ấy. Có lúc con ngồi kể chuyện cổ tích cho chị em nghe, các chị lớn cũng hay đến dự thính, nhưng chẳng bao lâu một bà giáo khôn ngoan cấm con tiếp tục cái nghề diễn thuyết ấy. Bà muốn chúng con chạy chơi, chứ đừng súm lại gẫu chuyện.
Chương 4 Tình Nghĩa. Ở trường học, con làm bạn với hai chị bằng tuổi con, nhưng lòng người hẹp hòi quá. Trong hai chị, một vì tình cảnh gia đình bó buộc phải nghỉ học mấy tháng. Trong mấy tháng xa chị, con không hề quên chị, vẫn mến nhớ, và khi thấy chị lại tới học, con vui mừng quá. Trời ơi, chị lại nhìn con bằng cặp mắt rừng rưng, tình nhạt như nước lã, tình yêu của con không được chị hiểu, con ngậm ngùi vậy. Con đã dốc lòng dày đi, chẳng bè bạn một cách quá dễ như trước nữa. Nhưng Chúa đã cho con một tấm lòng thủy chung như nhất, đã yêu ai thì yêu cho trọn. Nên con vẫn còn cầu nguyện cho chị hằng ngày và mến nhớ luôn. Con thấy chị em trong trường, kẻ thì chiều mến bà giáo này, người thì yêu quý bà giáo khác. Con đã muốn bắt chước các chị mà không được. Ôi sự vụng về may phúc! Sự vụng về ấy đã giúp con tránh khỏi bao điều rất đáng tiếc. Con đội ơn Chúa đã cho con chỉ gặp sự cay đắng trong tình nghĩa thế gian. Với một trái tim non như trái tim con, có lẽ sẽ bị dụ hoặc rất dễ dàng, sẽ bị sắm cháy ngay. Lúc đó còn trông, bay về trốn ăn nghỉ làm sao được. Một trái tim đã có tình kia nghĩa nọ, đã gian díu với nhân vật thế gian, còn có thể mến Chúa chí thiết chăng? Hẳn không có thể. Con đã được mục kích nhiều linh hồn phải dụ hoặc mê mẩn vì nghĩa giả dối ấy. Họ ngờ là ánh sáng thật, họ chạy sâu lại như những con thiêu thân bay quyện quanh mồi lửa, để phải trụi lông trái cánh khi trở lại cùng Chúa đã tang thương lắm rồi, tê bại cả hồn lẫn xác, lửa thiêng dọi vào chẳng bén. Ôi, nay con hiểu, bởi Chúa biết phận con hèn sức yếu đuối, đã không để con phải mắc mưu độc địa. Giả như Chúa ngơ để con theo dõi ánh sáng giả dối ấy, hẳn là con đã bị thiêu đốt khốn nạn trong mồi lửa, nơi mà các linh hồn mạnh mẽ gặp sự vui, rồi lại trung thành dứt lòng ra được. Con chỉ gặp thấy ưu tư phiền muộn. Nào có phải con đã hoạt động nhiều nên đã tránh được tình quyến luyến tạo vật? Không đâu, con được thế chỉ bởi lòng lành cha cả xót thương kẻ yếu đuối mà chớ. Con nhận thấy rằng nếu Chúa chẳng thương con, có lẽ con sa ngã không kém bà Thánh Madalena. Và lời cao ý sâu nhiệm xưa Chúa phán cùng ông Simon, thuộc dòng Pharisêu, đã vang dội trong linh hồn con cách rất êm đềm dịu dàng. Thật, con vẫn biết, kẻ được tha ít, mến ít. Con nhận thấy Chúa Giêsu đã tha cho con nhiều hơn bà Thánh Madalena. Ôi, ước chi con bày tỏ hết tâm tình. Con xin lấy ví dụ này để giải bày đôi chút tâm tình ấy. Ví dụ ông bác sĩ danh giá kia có cậu ấm, đi đường vấp phải đá ngã gãy tay. Tình cha thương con khiến ông bác sĩ vội vã chạy lại nâng cậu ấm dậy, thương xót, xoa bóp, băng bó. Ông dùng mọi phương pháp tài giỏi trong y khoa để chữa con cho chóng lành. Qua ít bữa, tay gãy của cậu ấm được khỏi hẳn. Cậu đội ơn cha vạn bội. Đành rằng cậu có lắm lẽ để yêu mến cha cậu, nhưng cô em sau đây thì sao? Cha cô biết trước rằng quãng đường con gái yêu của mình sẽ đi, có khối đá nguy hiểm nằm ngang giữa đàng. Cha cô liền chạy trước, lăn đá ấy ra bên cạnh mà chẳng ai biết. Nhất định cô em được cha âu yếm quan phòng cho chu đáo thế, mà không biết gì đến tai nạn được khỏi mắc. Cô cũng chẳng ân huệ gì cha cô chỗ đó. Cô cũng chẳng yêu cha bằng cậu ấm ngã gãy tay được cha chữa khỏi. Nhưng nếu cô em lại hiểu biết tình cha thương, được nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, thì hỏi rằng cô có yêu cha hơn cậu ấm gấp bội không? Ấy, thưa mẹ, cô em nói đây là chính con, một đối đích của tình yêu quan phòng. Người cha không sai ngôi hai xuống cứu kẻ lành, một sai xuống để chuộc lại kẻ tội lỗi. Người muốn con kính mến người hết lòng hết sức, vì người đã tha thứ cho con chẳng phải là nhiều, một là tha tất cả. Chúa không đành đợi con kính mến người nhiều như đã đợi Thánh Madalena. Người đã lập cách cho con hiểu rằng, người vốn yêu con chí thiết lắm, quan phòng rất chu đáo. Để nay con có lý mà mến yêu Chúa cho say sưa như mê mệt trong lửa tình ái. Nhiều lần trong tuần phòng hay dịp nào khác, con đã nghe nói chưa gặp thấy một linh hồn nào sạch tội lại yêu mến Chúa bằng linh hồn tội lỗi đã thống hối. Chà, nói thế mà thật sao? Con muốn cải chính lời nói ấy. Chương 4 Bệnh bối rối.
Ở đây con lại lạc đề xa quá, không còn biết phải bắt chuyện lại từ chỗ nào. Trong tuần phòng dọn mình rước lễ, lần thứ hai, con mắc phải chứng bệnh khốn khổ lắm, bệnh bối rối. Có đau mắt mới thương người mù, có bệnh này mới hay nỗi lòng cực. Con không thể nói hết những cơ cực phải chịu, hầu rót 2 năm trời. Bất cứ suy nghĩ gì, làm việc gì, dù rất nhỏ nhặt, lòng con cũng âu lo áy náy, cơ khổ quá, cái gì cũng phải đi nói hết với chị Marie mới yên lòng được. Thành thử, những tư tưởng rất dông dài cũng phải kể lể từng tí. Khổ vậy mới chút được gánh nặng, mà gánh nặng vừa chút xuống, sự bình an vừa thử nếm, thì lại biến nhanh như ánh sáng lòe trong đêm tối. Linh hồn lại bối rối như nắm tơ vò. Lạy Chúa, con đã làm bận lòng nhẫn nại của chị yêu dấu con lắm lắm. Vụ hè năm ấy, chúng con được phép đi chơi biển 15 ngày. Mợ vốn là người nhân nghĩa tử tế, thương các cháu như mẹ thương con, chiều đãi mọi cách vui có thể nghĩ ra được. Nào cho các cháu cưỡi lừa đi chơi, nào cho cần câu đi câu cá. Cả đến cách ăn mặc cũng cho các cháu được đòm dáng lắm. Con nhớ có lần mợ đã cho con những dải lụa xanh da trời để buộc tóc. Tuy mới 12 tuổi rưỡi, được buộc tóc bằng những dải lụa đẹp, con cảm thấy lòng đã vui thích. Đến khi xưng tội ở thành Truvin, con đã bối rối lo lắng vì tội làm dáng này lắm. Con cho sự vui thích ngây ngô ấy là một tội. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.